Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Toto Thủ Đức chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái mẫu bộ sen cây độ dòng cao cấp của Toto mang cái mã hiệu là TBBK01402B. Thì sản phẩm này thì nó là thuộc vào phân khúc cũng cao cấp của Toto với dòng sen nhiệt độ. Thì sen nhiệt độ tức là nó sẽ được điều chỉnh với cái nhiệt độ tắm ra đúng theo cái yêu cầu của mình muốn. Đây là cái nút để mà điều chỉnh nhiệt độ nè. Thì nó sẽ cái nhiệt độ có thể dao động từ 38 độ, 40 độ hoặc là cao hơn thì các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Thì khi các bạn điều chỉnh ở đây á thì nó sẽ ra được đúng cái nhiệt độ mà chúng ta cần tắm. Còn ở bên này thì nó sẽ là cái công tắc để chúng ta vặn nước. Đây là chúng ta là bát sen nè. Đó, và đây là ra tay sen. Đó. Thì cái sản phẩm này á thì nó được thiết kế và chất liệu á được làm bằng đồng thau mạ rôm niken. Và cái lớp mạ của nó là lớp mạ rất là sáng bóng. Ở showroom chúng tôi á, thì những cái dòng sen này á, thì nó phù hợp để lắp cho những cái nhà vệ sinh, những cái nhà vệ sinh mà nó vào phân khúc tầm giá mà một phòng vệ sinh của bạn chi ra nó khoảng tầm là 40 triệu thì các bạn sẽ lắp những cái bộ sen này thì nó rất là phù hợp để mà chúng ta sử dụng mà nó phù hợp túi tiền và nó công năng nó là sẽ đạt được ở mức tối đa. Đây, và cái thiết kế của cái sen này á, thì nó là thiết kế là cái lô bát sen ở bên trên nó sẽ gắn liền cái cây sen, nó gắn liền với cái củ sen này đó. Thì những cái dòng mà không bình thường khác á, thì cái củ sen này nó sẽ rời ra với cái cây sen và nó sẽ được nối nhau bằng một sợi dây đầu xo, nhưng mà những cái dòng mà cao cấp của Toto thì nó sẽ là những cái bộ liền khối như vậy đó. Và đặc điểm của cái củ sen này á, thì nó có một cái điểm mà có thể người Việt Nam thì không có ưng ý hơn, đó chính là cái việc là nó sẽ không có cái vị trí xả nước xuống dưới cái xô, xuống dưới nền nhà đó. Và nhưng mà cái dòng này nếu mà các bạn muốn có xả nước xuống dưới nền nhà thì nó có một cái mã sản phẩm khác là TBBK01401B, thì giá thành nó sẽ cao hơn một chút nhưng mà nó sẽ có thêm cái chức năng là xả nước xuống này. Và các bạn thêm cũng nhớ lưu ý những cái sản phẩm mà nó liền khối như thế này thì vị trí mà chúng ta gắn từ dưới nền nhà đi lên tới hai cái lỗ cấp chờ này thì các bạn cũng phải lưu ý nó phải đạt được cái chiều cao đủ để những cái vị trí của bát sen này nó không có chạm cái đầu. Như ở showroom chúng tôi thì đang để là vị trí từ dưới nền nhà đi lên tới cái đường ống chờ là 1 mét, thì đây là cái chiều cao này nơi hướng là 1 mét. Thì cái vị trí bát sen này nó ở cái vị trí mà nó phù hợp để sử dụng cho con người, chúng ta phải tắm nó thoải mái, nó được tiện dụng hơn. Còn trường hợp chúng ta để thấp quá thì cái này nó sẽ đụng cái đầu chúng ta. Đây. Và cái đục điểm nữa là cả hai cái đường ống chờ thì nó sẽ có khoảng cách là 15 cm, và cái đường ống nóng thì từ ngoài nhìn vô nó phải nằm ở bên phía tay trái thì chúng ta mới lắp đặt được cái bộ sen nhiệt độ này đó. Và hiện tại thì cái dòng sen nhiệt độ cao cấp của Toto này thì đang được bán tại đại lý Toto Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này á, có thể liên hệ vào số điện thoại khách hàng bên dưới, chúng tôi có thể hỗ trợ để tư vấn cho bạn và bán hàng cho bạn, hoặc là liên truy cập website tbm.vn. chúng tôi có dẫn một cái đường link sản phẩm ở bên dưới để các bạn xem chi tiết hơn về sản phẩm và đặt hàng của website chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.